Xin chào các bạn. Hiện nay chúng tôi đã có mặt tại đỉnh Mã Pì Lèng này bạn ơi. Đang đứng tại chỗ khu này gọi là đỉnh Mã Pì Lèng và có cái tòa nhà Panorama cũng rất nổi tiếng một thời trên cộng đồng mạng rồi đấy các bạn ạ. Đây đây. Sau khi chia sẻ đây xong tôi sẽ vào trong kia uống cà phê qua cái view trong đấy để các bạn cùng xem. Ở kia có một cô gái người dân tộc rất là xinh gái vừa đi làm dãy về. Ở dưới vực thẳm vực vực này thì nó là con có một cái dòng sông Nho Quế rất là đẹp các bạn nhé. Cái địa danh này đã cực kỳ nổi tiếng rồi, hẻm tu sản dòng sông Nho Quế, nơi mà rất nhiều các bạn đang check in, rất là thích check in ở đây. Xa xa kia còn có người đang nằm nương dãy ở đằng xa kìa. Đây tôi zoom lại để các bạn xem. Trời, tít xa kia có một người. Nơi này thì quá là nổi tiếng rồi. Hôm nay trong cung đường đi từ Đồng Văn qua Mèo Vạc và chúng tôi tập trung đã đang dừng chân tại điểm hẻm tu sản này. Sau khi đây xong thì các bạn mà thích đi đi xuống dòng sông kia thì nó sẽ có một cung đường chúng tôi sẽ chạy từ đằng kia. Lần trước chúng tôi đã đi rồi. Hôm nay thì dự kiến mà nếu đi thì chúng tôi sẽ quay lại cho các bạn nhé. Vì hôm nay chúng tôi còn rất là nhiều dự định. Đi xuống dưới kia thì nó có thuyền để cho chúng ta đi dọc cái bờ sông này cũng rất là đẹp các bạn ạ. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào trong quán cà phê và ngắm cảnh uống cà phê các bạn ạ. Cái view của cái tòa nhà này thì không cần phải bàn rồi, nó quá đẹp. Cà phê uống cái gì đấy? Cà phê. Cho anh hai đi đen này nhé. Hai đen có đường nắp lên nhé, nghe đá nhé. Cái cà phê của chị nó không cho con đá đâu con nhé. Vâng, chào con bán luôn. Chị là bán cà phê mẹ. Khu này là bán cà phê các bạn nhé, cái nước. Đây. Kia ngồi thì nói có tí nữa mình sẽ xuống dưới kia, mình ngồi ở cái chỗ kia kìa, đẹp. Chị ơi, thế nào? Đi mấy lần hôm nay mới được Hiệp cho vào đây đúng không? Kia bên đò kia để mình đi dòng sông Do Quế thì đi cái bến kia. Ở chỗ kia là người ngăn lại anh nhỉ? Kia là ngăn con sông lại. Ngăn sông đấy. Ngăn đấy chắc làm thủy điện. Chỗ ấy thủy điện. Đợt mình đi bộ ở cái thủy điện đấy xong rồi đi họ không cho mình đi xong rồi mình lại phải đi bộ ra đi xe ra đây không đi bộ xuống cái đoạn bến đò làm gì nữa. Trông nhỏ nhỏ đấy thôi, thế mà lần trước đi mất khoảng 30 phút đấy các bạn ạ. Đi từ trên đỉnh để xuống dưới. Check in quá đẹp. Chụp ở đường đấy, anh ấy xuống dưới chụp ảnh lên cho. À, mình xuống đấy mình chụp nhỉ. Xuống đấy chụp ảnh. Rồi, đợi tí. Đây, đứng ở đây đi. Hai em đứng chỗ này đi để anh chụp cho kiểu. Đây đứng đây mình nhìn toàn cảnh, hôm nay trời còn hơi sương mù, nếu mà nắng đẹp một chút nữa thì ngắm trong đây thì đẹp tuyệt vời các bạn. À, Trinh không? Trinh ơi, để kìa đi. 2, 3 này. Thì ơi, đứng qua. Thì, đứng qua đi. Anh vào đây em chụp cho. Để em đang quay, anh đang quay. Ánh lâu rồi. Sao? Người đẹp duyên thế còn thế nào nữa, chụp lên ảnh đẹp. Nào, nhìn vào đây. Ơ, Trinh trông thấp hơn Thủy nhiều nhỉ? Đứng thế. Ừ, đứng ngay như thế. Mặt đỡ thì việc cao thấp quan trọng là nhiều hơn. Rồi, đẹp rồi. Tôi cứ thắc mắc. Kia là cái... Này, 600.000 một ni đấy, uống đi. Hiệp ơi. À đây, 600.000 à. Thế này không biết có uống được không nhỉ? Riêng tính tôi mà đúng gu thích kể cả 200 một ly tôi vẫn uống. Đúng rồi. Uống nóng nóng à. 65.000 một ly cà phê này các bạn ơi. Để cho ông mà ngày để được ngồi ông ngồi ông ngắm cảnh ông được ngồi tại đỉnh Mã Pì Lèng để chụp ảnh đây. Tầm nhà là được
Ở đây thì đương nhiên các cái chi phí nó phải cao rồi, một ly này 65.000 thì đúng thôi, các bạn ngồi thế này giống kiểu các bạn lên tòa nhà 5max 81 tầng đấy thì nó cũng phải mọi chi phí nó phải khác. 81 ly này cũng cả 300 rồi, kém gì đâu. Rồi, giờ sau đi tôi xin tạm dừng cái video ở đây nhá. Ồ, đi chụp ảnh check-in cho chị em cái đã, các bạn ạ. Cái này mới đắp lại. Chào các bạn nhé. Bảo với cả khán giả là đang đắp lại để làm một đập thủy điện kia. Đấy, vừa rồi mình giới thiệu rồi. Mới đắp lại đấy. Trước là nó chảy suốt mà.